Hey, wait. Trời ơi, cô Long ơi, nàng hại chết ta rồi. Tại sao lại bỏ con dao gọt trái cây vô cái bao kiếm của ta chứ? Hả? Sơn Tinh ta ra đây. Trời ơi, Sơn Tinh ơi. Trời ơi, Sơn em tự làm. Khoan, nói chuyện từ từ nhẹ nhàng nha. 1, 2, 3. Trời ơi, hay quá. Vừa chết vừa mừng chết thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Vô ngưng. Kìa, ngươi rồi, đây rồi, đây rồi. Đừng có chạy nữa. Bắn sân khấu quá, không có bắt hình được. Khoan, ngươi là ai? Ta là Thạch Xanh. Còn ngươi? Ta là Tặc Răng, chúa tể của muôn loài. Ta không cần biết, ta chỉ cần biết đây là khu rừng của ta. Ngươi dám đến đây để chiếm rừng của ta? Đây là khu rừng của ta. Của ta, của ta, của ta, của ta, của ta. Sao ồn quá vậy? Thằng hứa đó vậy? Thế nào vậy? Hai ngươi là ai mà dám vô đây quậy phá trong cái tuyệt tình cốc của ta? Ta đây là... Không cần phải nói, tao đứng ở trong tao nghe giới thiệu rồi. Ngươi cũng hỏi. Vậy ngươi là... Không cần phải hỏi, ta là Thần Điêu Đại Hiệp. Thì ra không đây... cần phải diễn. Để ta thi mà. Ngày hôm nay ba chúng ta đã gặp nhau ở đây theo lời đề nghị của huấn luyện viên Trường Giang, cho nên chúng ta hãy tỉ thí đi. Tỉ thí à. Ê, tao nghĩ chơi bắn cung đi. Ê, nói nghe nè, còn cái trò nào khác chơi được không? Sao vậy? Sao tao bắn cung mày điên hả? Tao quên. Chết rồi, tao quên. Mày bị khùng hả? Mày nghĩ sao nó bắn cung được hả? Mày khùng mày ấy. Tại sao mày không chơi thục bi da? Thục bi da được nè. Thục bi da đi. Tao nhìn ra tình huống ở đây rồi. Hai người đang cố trôn ta chứ gì. Được. Đợi đi con. Đợi cái gì? Tao kêu con chim ra. Thần Điêu. You are my destiny. You are my destiny. You are my destiny. You are my destiny. Trời ơi, con chim điên. Ê, nói nghe nè, nó nói cái gì vậy? Nó chửi mày đó, thấy ghê chưa? Ủa, nó chửi tao hả? Ừ. Mà nó chửi gì vậy? Có vậy mà cũng không nghe ra. Không. Chó. Chúng ta hãy cùng nhau tỉ thí về sức mạnh đi. Sức mạnh à? Đúng vậy. Chơi mày. Chơi mày. Ù, chơi luôn kìa, thấy chưa, Thạch Xanh. Tao nói sợ mày à? Thằng Tặc Răng này nó không có sợ Thạch Xanh đâu. Tôi dám nói vậy hả? Ừ, nó nói là Thạch Xanh đánh không lại nó đâu. Chơi đi. Được. Ta sẽ tỉ thí với ngươi. Hả? Mày đánh không lại nó cái mày chơi với tao hả? Ta phải tỉ thí với Thần Điêu Đại Hiệp. Để ta đấu trước. Quang, để ta đấu trước. Ta đấu trước. Thôi, cả hai con đều đúng. Chocobai cũng là Orion mà Doraemon cũng là Nobita. Nói gì vậy? Chưa thấy thằng nào xàm như thằng này. Khỏi giành nữa mày. Quất nó. Quất nó. Sao mày quất nó rồi? Tao chưa có làm gì nữa mà. Sao nó là? Ai biết. Chứng đau bao tử của ta lại tái phát. Trời ơi. Tao bị đau bao tử. Tao làm. Ê, giờ nó đau bao tử vậy mày tính sao mày? Mày ngu quá. Ngồi đợi để bao giờ nó hết đau rồi quánh. Ta đau một lần 5-6 ngày lận. Làm ơn đừng đợi ta mà. Đừng đợi. Ê, nó đau 5-6 ngày vậy sao mày? Trời, lâu quá. Thôi quất nó luôn đi. Trời ơi, đừng tay lại. Con chiêu xài hoài mày. Ai? Ai vừa mới nói vậy? Ai vừa mới cứu mạng ta vậy? Ai? Diễn tiếp đi. Ừ, diễn tiếp đi. Con ơi, đang coi nè, diễn tiếp đi.
Tại sao, tại sao hai người có thể ăn hiếp một người như ta được cơ chứ? Chưa, cho nên ta đã bầu bạn với con Điêu. Nhưng các cưa không biết nỗi khổ đâu. Nhiều khi ta thương con Điêu quá, ta muốn đặt con Điêu lên tay, ta dẫn nó đi dạo. Khi ta đang đi dạo với con Điêu, ta vẫn đi dạo với con Điêu. Bẹt. Làm sao chùi đây? Tay đâu mà chùi đây? Trời ơi, ta phải đi tìm cô Long thôi. Ê! Khoan! Đứng lại đó, quay lại đây. Hai người chưa chịu tha cho ta. Thôi được rồi, đã đến nước này thì hey. Quay. Quay. Trời ơi, cô Long ơi, nàng hại chết ta rồi. Tại sao lại bỏ con dao gọt trái cây vô cái bao kiếm của ta chứ? Hả? Sơn Tinh ra đây! Trời ơi! Sơn Tinh! Trời ơi! Sơn Tinh! Sơn Tinh! Sơn Tinh! Sơn Tinh! Rồi! Hết vậy! Rồi xong! Thật quá! Dạ! Giờ mấy bà thủy tinh ra nữa mới vui. Như tao mới giết Sơn Tinh hả? Mày giết nó luôn giờ. Chết cha rồi. Khỉ đâu? Kêu khỉ làm cái gì? Lôi xác nó vô cho bớt chật sân khấu đi. Trời ơi. Nó hết dai luôn rồi. Bye bye Sơn Tinh. Tội Sơn Tinh quá, tạm biệt Sơn Tinh. Ta đã nói rồi, ta không có muốn. Ta không muốn tỷ tỷ đâu. Đó. Thấy đúng không? Được, ta tao thì thí với mày. Ừ, để ta đánh với nó. Đứng im luôn nha. Đứng im đó. Thần thật thần kia. Bây giờ mày muốn làm sao? Chứ bây giờ mày muốn làm sao? Bây giờ mày muốn làm sao? Chứ mày muốn làm sao? Muốn sao? Nó đâm ai nữa vậy? Ta cứ tưởng ở dưới đây có cái bao kiếm chứ. Cái gì nữa? Đúng chỗ rồi. Thôi được rồi, bây giờ hai người muốn tỉ thí chứ gì? Ta sẽ làm trọng tài cho hai người. Được. Bây giờ chúng ta sẽ không tỉ thí về sức mạnh nữa. Bởi vì anh hùng ai cũng mạnh, cho nên sẽ tỉ thí về trí tuệ. Trí tuệ à? Đúng vậy. Chơi à? Chơi mày. Chơi đúng không? Chơi. Được rồi. Vòng thi đấu đầu tiên chính là ô chữ kỳ diệu. Ô chữ này gồm có 17 chữ cái. Gợi ý, đây là cảm xúc của đêm tân hôn. Đoán đi. Đêm tân hôn, ta đoán chữ hờ. Sai. À, vậy thì chắc chắn là chữ A rồi. Vâng, xin chúc mừng, có 17 chữ A. Yeah. Có 17 chữ A. Vâng, xin chúc mừng anh. Đêm tân hôn thì chỉ có chữ A mà thôi. Chúc mừng anh. Và vòng thi đấu thứ nhất khép lại với tỷ số 1-0. Ủa, tao đúng mà tao không biết sao. Ôi, tao đúng được ta. Làm tiếp theo đi. Thi đấu 1-0. Tiếp đi. Trời vẫn chưa mưa nữa ta. Mưa đi anh. Mưa rồi. Chắc mới mưa. Trời mưa à? Chưa mưa thì ta sẽ chơi một trò chơi thể thao dưới mưa. Giờ sau đây chúng ta sẽ chơi trò chơi thả diều. Thằng Điêu. Anh con Điêu ra nữa hả? Trời ơi, bà Điêu ra nữa. Ủa thì nó lấy hơn. Ôi con Điêu này thích ta mày ơi. Ê, chừng nào anh nó chửi mày á. Chửi tao nuôi nữa mà nó chửi tao đó mày. Ê, nói nghe nè. Rồi cái này là chơi gì, để mày ra chơi gì. Thả diều, các người thả đi. Vâng, thưa các bạn, trước mắt các bạn đây là một hình ảnh rất khó hiếm thấy trên thế giới. Hai vị anh hùng chúng ta đang thả diều. Và trò chơi này đòi hỏi rất là nhiều sự trí thông minh, cũng như là sự khéo léo, cũng như là sự bình tĩnh. Và hai thí sinh của chúng ta đây thả diều dưới trời mưa chẳng khác nào hai cọp thu lôi.
hai ngươi đã bị ta lừa rồi. Bây giờ chết hết rồi, sân tinh cũng chết, ai cũng chết. Bây giờ một mình ta là chúa tể của rừng xanh này. Dài chính luôn. Và kể từ đó, con chim làm bá chủ khu rừng. Gia đình của chúng ta trong ngày như em em đừng có làm cho anh chị thất vọng nha. Anh chị yên tâm, đội chơi nào chiến thắng vòng này nhận được là 2 điểm. Trong trường hợp cả hai đội đều đoán chính xác được người nào đang là người trải qua cảm giác kinh khủng đó, điểm số chia đều cho mỗi đội, mỗi đội được 1 điểm. Và đặc biệt hơn nữa, chiến thắng vòng này, đoán đúng vòng này thì sẽ có một quyền ưu tiên, sẽ có một lợi thế hơn, có nghĩa là vòng sau các bạn được cử một thành viên trong đội mình vào thôi, và đội kia sẽ chọn 2 thành viên vào. Đầu tiên sẽ là phần diễn xuất của Ngọc. Đúng cái đầu luôn vô cái em này ơi. Gọi là hít lấy hít để luôn. Đúng rồi, 10 giây nha. 3, 2, 1, diễn. Có mấy khi được hít đâu. Hít lên. Hít đi. Sáng vô chứ Ngọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 giây. Anh chọn đáng cho nó đừng nín thở. 10. Anh à, cái này không có đúng, cái này là phải vậy nè. Phải sáng vô. Hửi. 15. Ủa, gì chỉnh nha, chỉnh tóc. Tại vì nói chung là cuộc sống này biết thêm được nhiều mùi cũng là tốt. Đó là sự diễn xuất của cười vậy gì Ngọc? Nữ hoàng điện ảnh. Bây giờ tới phần diễn xuất của Quỳnh Lý. Anh em nhanh lấy, em bị ngạt mũi. Sát chưa ạ? Mình chỉ mở hé vậy thôi nha. Em đút cái lỗ mũi em giống riêng thôi được không? 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2. Hết thời gian. Biết thêm nhiều mùi cũng là được không em, được không em? Trong đây rất là thơm, rất rất là thơm. Để em thử luôn nè. Em tự làm đi nha chị. Em tự làm. Thử chị. Từ từ nhẹ nhẹ nha. 1 2 3. Trời ơi hay quá. Vừa chết chưa? Vừa chết thôi. 5, 4, 3, 2, 1, rồi ngưng. Sao rồi em? Anh ổn mà phải không? Sao? Phát không? Phát còn la nổi không? Mất hồn mất vía luôn rồi. Trời ơi. Không, cái này hôi thiệt. Cái này là hôi thiệt luôn. Trời ơi. Rồi, bây giờ chúng ta có những phán đoán như thế nào? Quỳnh Lý. Hả? Hồi nãy Quỳnh Lý nó nghe mùi thơm đúng không? Ừ, thơm lắm. Chắc thơm không? Thơm chứ. Mùi gì? Mùi này là mùi dầu thơm nam hay dầu thơm nữ? Mùi này dầu thơm nữ à. Rồi Ngọc, nãy Ngọc cũng nói thơm đúng không? Nam hay nữ? Dầu thơm nam nữ đều dùng được. Em nghi phát là tại chưa gì? Hỏi mà. Chưa hỏi. Khánh, em tôn trọng chú Bảy thôi. Không phải, tại vì khi mà hửi xong hai người này nói là thơm. Còn riêng Phát La không nói gì hết. Đúng rồi, có quyền ấy. Bây giờ Phát La nói trong cái hộp Phát La có mùi thơm xà bông đúng không? Chắc chắn không? Xà bông hiệu xem. Xem. Có. Nhau hả? Quanh bây giờ em hỗ trợ team mình đây nè. Em là mùi thơm đúng không? Em là mùi rất là thơm. Mùi thơm như này mùi thúi rồi. Trời Phát La. Thơm lắm. Vậy Phát La rồi hai đứa này thơm hết. Vậy là Phát La thúi rồi phải mọi người? Không, là thơm. Tại vì mình tin đợi mình phải không? Không, mình tin đợi một chi tiết như thế này. Ngọc là Ngọc hửi rất là bình thường, Ngọc diễn xuất. Quỳnh Lý hửi rất là thơm và tận hưởng. Riêng Phát La hửi, chú ý cái đùi đi. Hai đùi nè. Là hửi rất là thúi luôn nên mới kẹp được hai cái đùi này. Hay quá ta. Ở trên cái đầu bị nhấn xuống rồi. Không thể nào thể hiện được. Rồi, nói cái này thơm mà. Bây giờ tin đâu? Cái mặt không có tin. Cơ hội cuối cho mọi người, đồng loạt cả ba người cùng ngửi lại một lần nữa. 10 giây để các bạn ngửi. 3, 2, 1, ngửi. Hai mình hửi chung. Vì sao chị nhấn đầu Phát La xuống thì em nghe. Đó,
Anh Huy đang mê lắm nha mọi người. Rồi rồi, xong rồi, xong rồi. Giỏi quá, đứa nào cũng giỏi. Anh Huy cũng giỏi quá. Còn nhớ tên chương trình không anh Huy? Còn biết chương trình không? Ảnh là bị dị ứng cam, không có gì hết á. Đứng kế anh Huy mà nghe mùi thúi luôn á. Mùi hương bất ngờ quá. Huy bay sao mà anh, Huy bay sao mà. Thời gian bàn luận dành cho các bạn cơ hội cuối cùng để nhìn được phản ứng của ba người chơi đã hết. Chúng ta cho đáp án. Đội 1 đáp án là vẫn là Phát La. Phát La. Đội 2 tụi em Trang Ngọc. Trang Ngọc. Tại vì bên kia Phát La tụi em không muốn chia điểm với bên kia. Ok. Bây giờ em nghĩ là chúng ta nên dày ai chọn hộp nào lên thử hộp đó. Chúng tôi chấp nhận chốt đáp án. Và bây giờ xin mời các bạn tiến lên đây ạ. Xin mời đội của đội 1 tiến về hướng của Phát La. Đội 2 tiến về. Xin mời các bạn lên đi nào. Nào mình hãy thể hiện cái sự mà quyết tâm với lại sự lựa chọn của mình. Anh không tin nhận. Đội mình chọn mình đi. Đúng rồi. Đâu phải tự nhiên chọn Trần Ngọc. Vào em. Vào em là thấy được thơm mát. 3 2 1 vô. Trời ơi. Quỷ hà. Gì đây? Mày diễn hả? Mày diễn hả? Trong cuộc đời tôi sống 22 năm chưa bao giờ biết tám cái trứng nào thúi hơn tám cái trứng này. Thúi quá, thúi quá, thúi muốn trụy tim. Tẩy lại, tẩy lại, không ơi tẩy lại, tẩy lại. Đã quay vô rồi, phải cho mấy đầu kia ngửi luôn. Đúng rồi, hửi rồi, hửi rồi, hửi rồi, hửi rồi.